2D, 2 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai. Thì bữa ăn của mình ngày hôm nay á, thì mình hơi có thể buổi sáng mình hơi mệt nên mình sẽ ăn thêm nhiều cá chút xíu. Và đây có phần của mình. Ở đây mình ăn bột kem gạo, một kem gạo remove rice, nho khô, whey protein, rồi với lại mình sẽ chút xíu nữa mình sẽ uống tầm cỡ một miếng nước ha. Tại giờ lúc mà thi thế này 2 ngày rất là nhạy cảm với đường nước, mình sẽ cố gắng xử lý nước tốt như có thể. Và black coffee một ly đầy ha. Và ngày mình kêu anh cũng như thế, ăn hai em ăn chung nhau nó sẽ giống nhau như thế. Thì nói chung là cái ngày hôm nay á, là vẫn chưa tới ngày thi, thì tụi mình vẫn thực hiện ở một cái chế độ là hạ carb nhất có định. Nó sẽ thực hiện được một cái chế độ là mình sẽ xử lý được cái phần mỡ được tới đâu hay tới đó. Rồi carb up thì mình sẽ thực hiện vào 2 ngày trước khi đấu, và ngày 19 và 20 ha. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ ăn, enjoy. Yeah. Yo. Giờ test quyết xong bạn. Mùa này coi cực. 72 tiếng test một lần. Thời gian này test mà bị dương tính là rất là mệt. Đúng rồi. Hôm nay mình cũng cho bạn xem sập buổi sáng mình uống cái gì. Omega 3, vitamin D, coenzyme 10, zinc, B complex, multivitamin. Đó là những thứ mình uống ngày hôm nay. Xong cửa này là cửa pre-workout ha, xong rồi mình đi tập. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you thank you.